Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ sáu ngày 23 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý. Phát huy truyền thống quê hương Hải Thượng Lãn Ông, xây dựng huyện Yên Mỹ giàu mạnh. Thôn La Mát thay đổi thói quen dâng cúng đốt vàng mã của người dân. Thanh niên Hưng Yên sẵn sàng nhập ngũ. Tạo đồng thuận giải phóng mặt bằng đất thổ cư. Chung tay xây dựng những không gian đáng sống. Sáng ngày 23 tháng 2, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 với tên gọi Bản hòa âm đất nước. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại Ngày thơ Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 22, sau màn chống khai mạc, các đại biểu những người yêu thơ Hưng Yên đã được nghe bài thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ và được thưởng thức những vần thơ hay của các nhà thơ, những sáng tác thơ mới của hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Các bài thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, tình yêu quê hương đất nước, con người với nhiều cung bậc cảm xúc, cái nhìn mới lạ. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 là dịp để những nhà thơ và người yêu thơ ở Hưng Yên gặp gỡ, cùng nhau đọc ngâm thơ, thưởng thức những vần thơ hay, đặc sắc, đồng thời khơi nguồn cảm hứng thi ca cho các nhà thơ, người sáng tác thơ và công chúng yêu thơ. Nhằm vinh danh những công lao cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho nền y học Việt Nam và thế giới, mới đây ông đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025. Đây là vinh dự cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên và huyện Yên Mỹ, quê hương của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Yên Mỹ, miền đất địa linh nhân kiệt, là quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng Nguyễn Bình, Trạng nguyên Đỗ Thế Diên, nhà sử học Phạm Công Trứ và đặc biệt là đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, người có công lớn trong nền y học Việt Nam. Trong đó, ông có bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển đúc kết tinh hoa y học cổ truyền phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam. Việc giáo dục truyền thống quê hương, đặc biệt là các danh nhân văn hóa, luôn được các địa phương, đơn vị tại huyện Yên Mỹ quan tâm, đặc biệt là các nhà trường. Đây là một tiết học về truyền thống quê hương, có chủ đề về danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, để các em học sinh đều hiểu được, thêm tự hào về quê hương, có động lực hơn để phấn đấu trong học tập. Chúng tôi rất tự hào được học tập và sinh sống trên mảnh đất có vị đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Và trong những tiết học ở trên lớp, chúng tôi vẫn lồng ghép để giáo dục các em về cái truyền thống văn hóa của lịch sử địa phương. Và khi được tiếp thu những bài học này thì các em rất là hứng thú, được tiếp thêm cái nguồn động lực để các em học tập tốt hơn. Ủy ban xã cũng đã tập trung chỉnh trang xây dựng, đến nay thì đã rất là khang trang. Tất cả các cái hạng mục tập trung đường, trường trạm và các cái tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, cũng như là các cái kè hồ và các nhà văn hóa của các thôn. Để góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân, các di sản của đại danh y Lê Hữu Trác để lại vẫn còn được áp dụng. Dù cho khoa học và y học ngày nay rất phát triển, song những giá trị được đúc kết của ông vẫn được coi là những tài sản vô giá, là động lực rất lớn để các thế hệ y bác sĩ phấn đấu trong chữa bệnh cứu người. Khoa y học cổ truyền của Trung tâm Y tế Yên Mỹ đang vận dụng các bài thuốc cổ phương trên học thuyết thủy hỏa của cụ để gia giảm thêm các vị phù hợp với từng bệnh nhân và từng triệu chứng để cho ra những phương thuốc hợp lý và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Tự hào là quê hương của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ luôn quyết tâm tập trung xây dựng trở thành huyện công nghiệp theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả năm 2023, tổng thu ngân sách của huyện đạt 3.800 tỷ đồng, thành lập thêm 5 cụm công nghiệp mới, có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 113 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,75%. Trước hết là làm tốt cái huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các cái dự án đầu tư công cũng như dự án đầu tư các khu cụm công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn. Từ ngày 11 đến 15 tháng Giêng âm lịch, xã Phương Triểu, thành phố Hưng Yên tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại hai di tích lịch sử cấp quốc gia là đền Doãn Tướng Công và Phủ Vị. Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách tham gia. Đền Doãn Tướng Công, thôn Phương Trung, xã Phương Triểu, thờ Thượng tướng quân Doãn Nỗ,
Ông sinh năm 1393 và mất năm 1439, là một vị tướng tài giỏi của Lê Lợi và cũng là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh ở thế kỷ thứ 15. Ông có tư duy chiến thuật độc đáo là cách đánh phục kích mai phục khi thủ khi tiến. Sau khi chiến thắng quân Minh, ông được ban họ vua nên còn được gọi là Lê Nỗ, được ban ấp Lộc Điền ở làng Hương Chiếu, nay là xã Phương Triều. Ông đưa cả gia đình chuyển từ làng Cót ở kinh thành Thăng Long về Hương Chiếu, hình thành nên dòng họ Doãn ở Hương Yên. Năm 2023 vừa qua, đền Doãn Tướng Công được đầu tư tôn tạo, thay mới một số hoành cột, mái đường, chỉnh trang khuôn viên sân tường trị giá trên 1 tỷ 200 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa của con em dòng họ Doãn. Tôi là con cháu của họ Doãn, nhân là của cụ Thượng Tướng Quân Doãn Lỗ. Hôm nay thì về là quá vui, khuôn viên gọn gàng, sạch sẽ, khang trang để nơi thờ tự tướng quân được long trọng thì chúng tôi rất là phấn khởi và tự hào. Trên cơ sở tổ chức lễ hội xuân thì chúng tôi cũng tổ chức lễ khánh thành, việc tôn tạo các đền thờ, các di tích lịch sử của địa phương ở trên toàn địa bàn xã. Nhân dân rất vui tươi, phấn khởi để ủng hộ cho việc tham gia tổ chức lễ hội xuân truyền thống của địa phương. Đền Phủ Vị thôn Phương Thượng, thờ Hoàng điện Thánh Chiêu Nghi Mẫu Nguyễn Thị Ngọc Toản, cung phi triều nhà Mạc, bà là một phụ nữ thông minh, tài năng, đức độ và uyên bác. Khi nhà Mạc mở khoa thi kén chọn người tài ra làm quan giúp dân, giúp nước, bà đã cải trang là trai đi thi đỗ tiến sĩ. Vua biết rõ sự tình thì càng thêm mến phục lấy làm vợ và từng gọi bà là bà chúa sau xa. Vì không có con nên bà đã xin vua cho về tu hành tại chùa Quốc Sư hay là chùa Quốc xã Liên Phương. Ngày nay đền Phủ Vị thôn Phương Thượng là nơi tôn thờ Thánh Mẫu, lễ hội đền Doãn Nỗ và đền Phủ Vị năm nay được lồng ghép 11 số đình đền trong xã, tạo thành lễ hội chung của cụm di tích, góp phần bảo tồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ người dân xã Phương Triều tưởng nhớ tri ân các bậc tiền nhân. Ngày 22 tháng 2, tại rạp Phú Hiến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khởi chiếu bộ phim Hồng Hà Nữ Sĩ, kể về cuộc đời của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, người con gái tài sắc vẹn toàn quê ở Hưng Yên. Đây là bộ phim về đề tài lịch sử được Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sản xuất trong 2 năm 2022-2023. Kịch bản phim do nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Hát, người con của quê hương Hưng Yên xây dựng. Bộ phim Hồng Hà Nữ Sĩ có thời lượng 102 phút, kể về cuộc đời của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, quê ở huyện Yên Mỹ. Một người con gái tài sắc vẹn toàn, nhưng cuộc đời có những thăng trầm biến cố, hé lộ những thối nát của tầng lớp quan tham cầm quyền và sự nhiễu loạn ở phủ chúa thời vua Lê Chúa Trịnh. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm cũng là tác giả của những áng văn thơ tuyệt tác. Đặc biệt, bà là người đã dịch tác phẩm Chinh Phủ Ngâm của Đặng Trần Côn từ chữ Hán ra chữ Nôm. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm mất ở tuổi 43 nhưng đã kịp để lại cho hậu thế nhiều di sản văn chương vô giá. Phim được quay chủ yếu tại hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, với nhiều cảnh quay ngoại cảnh rất đẹp như dạng nhãn rộ hoa trên triển đê, cảnh bến đò con sông, cảnh chợ quê, tạo sức hút lớn với công chúng yêu nghệ thuật. Trong khi rất nhiều người đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua vàng mã dâng cúng tại gia tiên và nơi thờ tự, sau đó đốt, gây ô nhiễm môi trường, lãng phí tiền của, mất an toàn cho gia đình và xã hội, thì gần 10 năm nay, tại thôn La Mát, xã Phù, huyện Ân Thi, người dân đã bỏ tập tục dâng và đốt vàng mã. Nếp sống văn minh đó đã ngày ngày đi vào đời sống của người dân trên địa bàn. Cúng cả năm không bằng rằm tháng riêng. Với suy nghĩ đó, những năm trước vào ngày rằm đầu tiên của năm, gia đình ông Hải cũng như đại bộ phận người dân thôn La Mát nói riêng và cả nước nói chung đều sắm sửa đồ lễ thịnh soạn để cúng gia tiên. Trong đó, vật không thể thiếu đó là tiền vàng mã. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền và hiểu được việc đốt vàng mã gây tốn kém và nhiều hệ lụy, gia đình ông đã bỏ hẳn việc đốt vàng mã trong tất cả các ngày giỗ Tết. Hơn 10 năm nay là tôi không đốt vàng mã, không chống được cái lãng phí, mấy cái rủi ro này hỏa hoạn, đấy là cái điều tốt. Chùa Phúc Lâm tại thôn La Mát thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong và ngoài địa bàn tới tham quan chiêm bái. Tuy nhiên, điều mà bất kỳ ai tới đây cũng nhận thấy đó là trong chùa không có tình trạng dâng và đốt vàng mã. Có được việc làm trên là do trụ trì chùa đã kiên quyết tuyên truyền, giải thích cho nhân dân và du khách hiểu và thực hiện. Không nên sắm sửa để tốn tiền một cách là vô ích như thế. Mà thay vì vậy thì ta dùng số tiền này, ta làm những việc nghĩa thiện, ví dụ là bố thí giúp đỡ mọi người. Thôn La Mát có gần 1.000 hộ dân. Trước kia hầu hết người dân ở đây vẫn cúng và đốt vàng mã. Nhưng nay,
khi hiểu việc đốt vàng mã gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, mất an toàn trong khu dân cư, trên 80% hộ dân trong thôn đã bỏ tập tục đốt vàng mã tại nhà cũng như tại đền chùa. Cấp ủy chính quyền tuyên truyền cũng là một phần, mà chính là cái mà người dân mà tự tuyên truyền với nhau thì mới là hiệu quả. Có được những thay đổi lớn trong thói quen cúng lễ của người dân nơi đây, phần lớn nhờ vào sự kiên trì của trụ trì các ngôi chùa. Sự vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương đã làm thay đổi ý thức của người dân. Trải qua sự thay đổi lớn đó, cuộc sống của người dân ở thôn La Mát từ nhiều năm nay vẫn yên bình và đang trên đà phát triển, cuộc sống của nhân dân trong làng ngày càng ấm no hơn. Được biết, ngoài địa phương trên, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn có nhiều ngôi chùa bỏ hẳn tập tục dâng và đốt vàng mã như chùa Cổ Am, xã Liên Phương, chùa Chuông, phường Yên Nam, thành phố Hưng Yên, chùa Tiên Tường, xã Hiệp Cường, chùa Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa, trên 2.000 thanh niên của tỉnh Hưng Yên sẽ lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thời điểm này, các địa phương đã hoàn tất các điều kiện cần thiết, đồng thời tổ chức thăm hỏi, giao lưu động viên các thanh niên và tạo không khí cho ngày hội tổng quân. Các thanh niên đều đã vững tâm, sẵn sàng chờ ngày lên đường. Đến với các buổi giao lưu, gặp mặt các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trước ngày lên đường do các địa phương tổ chức. Trong trang phục màu xanh của người lính, các thanh niên tự như rắn sỏi, mạnh mẽ, chững chạc, tự tin hơn. Thông qua đây giúp cho các thanh niên hiểu sâu sắc hơn về truyền thống yêu nước của dân tộc, những chiến công oanh liệt của quân và dân ta qua các thời kỳ, những tấm gương kiên cường trong chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, từ đó nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Tâm trạng của tôi lúc này rất là vui, khi vào quân ngũ tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không phụ lòng mong mỏi của chính quyền địa phương ạ. Khoác trên mình bộ quân phục anh bộ đội Cụ Hồ, cặp song sinh này đến với buổi giao lưu hôm nay với tâm trạng vô cùng thoải mái và mãn nguyện. Cả hai đều đã trúng tuyển và được chọn gọi nhập ngũ đúng theo nguyện vọng, bởi từ lâu luôn mang trong mình tinh thần cách mạng, truyền thống anh hùng của dân tộc. Thời điểm này tất cả đều đang hào hức, sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bọn cháu học xong là cháu cũng là xin đi làm công ty. Cháu thấy là cái đi nghĩa vụ này là trách nhiệm của mỗi người dân. Anh em bọn cháu cũng bàn bạc với nhau, viết đơn xung phong đi. Cháu viết đơn đi tình nguyện thì gia đình có động viên là anh em bảo nhau là cố gắng hoàn thành nghĩa vụ. Hôm nay bọn cháu cảm thấy rất là vui, sẵn sàng lên đường. Năm 2024, Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.106 công dân nhập ngũ. Năm nay do làm tốt công tác tuyên truyền, tả soát, nắm nguồn từ sớm, chủ động trong việc gọi, đôn đốc các thanh niên trong độ tuổi, đồng thời kiên quyết xử lý, xử phạt với những trường hợp vi phạm công tác tuyển quân, nên 100% các địa phương đều cam kết đủ tiêu chuẩn tao quân. Ngày 24 tháng 2, các địa phương sẽ tiến hành triển khai trang trí khánh tiết, địa điểm tổ chức giao nhận quân với quyết tâm bảo đảm diễn ra an toàn, vui vẻ, ý nghĩa của ngày hội tòng quân. Qua rà soát kiểm đếm, huyện Phù Cừ có khoảng 180 thửa đất thổ cư cần phải thu hồi để xây dựng dự án đường Tân Phúc Vọng Phan. Hiểu rõ được những khó khăn bất cập trong việc giải phóng mặt bằng đất thổ cư, thời gian qua, chính quyền các cấp đã tích cực vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân, sẵn sàng nhường đất cho dự án. Hộ anh Trần Văn Quảng là một trong 119 hộ tại xã Đình Cao phải thu hồi phần đất thổ cư để xây dựng đường Tân Phúc Vọng Phan. Đầu năm 2022, anh Quảng đã hoàn thành việc xây dựng nhà với diện tích 110m2. Tuy nhiên, sau khi biết được chủ trương xây dựng đường Tân Phúc Vọng Phan đi qua, gia đình anh đã tạm dừng việc sơn, lắp đặt hệ thống cửa sổ, sẵn sàng nhường đất cho dự án. Chúng tôi cũng nhiệt tình ủng hộ để phát triển kinh tế. Mong chính quyền trong thời gian tới đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để chúng tôi ra khu tái định cư được ổn định cuộc sống. Các đoàn thể đã bỏ cuộc và từng nhà dân một là vận động nhân dân, dân cũng rất đồng thuận. Tại xã Đoàn Đào có khoảng 61 hộ có đất thổ cư phải thu hồi để xây dựng dự án tại hai thôn Đoàn Đào, Đồng Minh. Thời gian này, chính quyền các thôn đã đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền tới từng hộ dân. Trong đó, ông Lê Ngọc Cán tại thôn Đoàn Đào có hai ngôi nhà với diện tích 110m2 và 120m2 đều nằm trong diện phải thu hồi. Chúng tôi là người dân
có đất bị thu hồi, chúng tôi rất đồng thuận với Đảng và Nhà nước, có được một con đường chạy qua đây để phát triển kinh tế. Nên chỉ mong muốn của chúng tôi giải phóng mặt bằng và để đền bù di rời đi là cũng là nhanh, cái nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Trong thời gian tới thì đối với Ủy ban xã thì sẽ tích cực tuyên truyền cho bà con nhân dân, tạo sự đồng thuận trong cái việc phối hợp với địa phương, đơn vị giải phóng mặt bằng để giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện cái dự án trọng điểm của tỉnh. Huyện Phù Cừ đã bố trí cơ bản khu tái định cư mới cho các hộ dân phải di rời với phương châm nơi ở mới phải to đẹp hơn nơi ở cũ. Cùng với đó, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có sự đồng thuận. Sự đồng lòng của nhân dân là yếu tố quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng sớm được triển khai và đẩy nhanh tiến độ dự án. Để góp phần cùng xã Đình Dù xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng như phát triển đô thị, những năm qua có một gia đình ủng hộ hàng trăm cây hoa ban Tây Bắc để trồng trên một số tuyến đường trục chính của xã với trị giá hàng trăm triệu đồng. Địa phương này cũng huy động được nhiều nguồn lực để hình thành nên những không gian xanh đáng sống cho người dân. Hầu như ngày nào ông Tất cũng đi qua hàng cây do gia đình mình hỗ trợ trồng xung quanh hồ nước trước cửa Ủy ban Nhân dân xã Đình Dù, khu lưu niệm Bắc Hồ cùng tuyến đường từ chợ Đường Cái vào đến trung tâm xã. Qua nhiều lần ủng hộ, đến nay gia đình ông hỗ trợ trồng 150 cây hoa ban loại trưởng thành với trị giá ước tính trên 300 triệu đồng. Để hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, tôi cũng đã huy động tất cả con cháu anh em trong gia đình bàn bạc để cố gắng là tìm mua một số nhóm cây, nhất là cây hoa ban, cũng là cái mới lạ để đưa về trồng khu vực này cho nó phù hợp với cảnh quan, gọi là đóng góp công sức nhỏ bé của mình để mà đảm bảo cho cái tiêu chí xanh sạch đẹp ở một cái vùng quê, nhất là đối quê hương ở đây thì là cái nơi mà được Bác Hồ về thăm. Từ các nguồn lực khác, với sự chung tay tích cực của các đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, Hội Nông Dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng sự ủng hộ như của gia đình ông Tất, góp phần không nhỏ để xã Đình Dù tham gia cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu do tỉnh Hưng Yên phát động, đồng thời cũng góp phần để xã Đình Dù về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 là xã nông thôn mới kiểu mẫu thứ hai của huyện. Và trên hết, người dân nơi đây thực sự được hưởng thụ một chất lượng cuộc sống cao hơn do những không gian xanh mang lại. Cảnh ở đây thì đẹp rồi. Nó là mỹ quan, chúng tôi dân ở đây được hưởng thụ hơi bị nhất đấy. Chứ tôi đi nhiều nơi chưa đâu bằng đây. Mùa hoa thì nói chung là nở hoa rất đẹp. Được cái môi trường cây xanh rồi đường xá rồi mặt nước như này thì mình thấy là cái chất lượng cuộc sống nó rất là tốt cho mọi người. Ngoài những các cái đầu tư của nhà nước, nhiều người người ta còn có tâm huyết, ví dụ như gia đình như ông Tất đấy, đầu tư coi như là trồng kín hết những cây xanh, thậm chí ông còn bảo còn đất còn trồng chỗ nào nữa là ông đầu tư nữa. Không chỉ bảo tồn cây bàng nơi Bác Hồ đứng nói chuyện với nhân dân xã Vạn Xuân năm 1958, hiện nay, xã Đình Dù luôn thực hiện tốt công tác trồng cây nhân dân. Mỗi năm có từ 300 đến 500 cây xanh được trồng. Riêng trong năm 2023 là 380 cây và năm 2024 có kế hoạch trồng 360 cây. Thì trong những năm qua thì cũng đã xã hội hóa và cùng với nguồn lực của xã để trồng hàng cây trong 4 thôn. Qua đó thì cũng góp phần để đạt cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là đô thị loại 4 của xã Đình Dù. Tại xã Đình Dù hiện đã hình thành nhiều tuyến đường cây, hàng cây cũng như không gian xanh tại các khu di tích, trường học, công sở, doanh nghiệp đồng nhất trồng một loại cây cùng một kích cỡ, chiều cao. Em rất thích trồng nhiều cây xanh cho con chi ta hát trên cành vui mừng vui. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.